Kính thưa quý vị cùng các bạn yêu thơ, trên những dòng thơ chừng như còn lưu luyến biết bao hình ảnh quê hương với mùa màng bát ngát. Nơi đó người mẹ thương yêu, người em thân mến đang cần mẫn gặt lúa bình yên dưới những cánh cò bay phất phới giữa bạt ngàn mây trắng trời xanh nơi quê nhà yêu dấu. Trên cánh đồng thơ trang giấy học cho sao tôi tạo được mùa màng bát ngát, có dáng mẹ hình em đang gặt, có cánh cò trao liệng giữa trời xanh. Cánh cò bay giữa cánh đồng thơ bình yên nơi quê mẹ như càng khiến cho tác giả xót xa, trăn trở, nhớ thương tha thiết về những người bạn đồng đội nơi chiến trường máu lửa năm xưa. Nhất là những người bạn thân thương, ngày nào đã ra đi, đi mãi chẳng trở về cùng quê mẹ dấu yêu. Trở về sống cạnh một dòng sông, mỗi bận máy bay qua con lại giật mình thảng thốt, con càng nhớ đồng đội mình ra hồi sinh, các anh chẳng trở về. Đây là những vần thơ vô cùng xúc cảm được trích trong thi tập Trên cánh đồng thơ, tập thơ thứ hai sau tập Tôi đã trở về người ơi, do nhà xuất bản Văn học ấn hành vào năm 1995. Nơi đây, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu một số thi phẩm của tác giả Trên cánh đồng thơ. Và những bài thơ này được trình bày với những nghệ sĩ Hồng Vân, Bích Ngọc, Bích Phượng, Thúy Hạnh và Đoàn Yên Linh, cùng tiếng đàn tranh của nhạc sĩ Thạch Cầm, tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Thúy Hạnh và tiếng sáo trúc của nghệ sĩ Thanh Bình. Phẩm của tác giả Trịnh Duy Sơn. Tôi ngụp lặn trong bể để tìm ra một ý, một vần thơ. Tôi đục đẽo như nhà điêu khắc để mô
một nhành trên cánh đồng thơ trang giấy học trò sao tôi tạo được mùa màng bát ngát có dáng mẹ hình em đang gặt có cánh cỏ trao liệu bộ đội hành quân trên đường phố áo dài bay trong gió bởi vì thế suốt đời tôi mắc nợ tôi viết tiếp câu thơ như cha mở đất nước hôm nay thay đổi từng ngày coi nhà máy giục tôi làm thơ gấp con nhanh lớn ao thường nhanh chật tuổi càng nhiều tóc bạc càng tập làm thơ từ những năm nào và tới nay tôi vẫn còn đang tập bao đêm tôi nằm vần thơ đến trạm